cục xíu mại của ngoại bán cũng lớn nữa nè. Dạ. Dạ không, con quay cho người trong với ngoài nước xem luôn. Dạ. Đây bà ngoại đây. Ngoại bán được nhiêu năm rồi ngoại? 25 năm. À dạ, 25 năm. Ủa vậy là chưa bán trước trước đó là bán chợ cũ luôn ha. Dạ, bà bán gì? Cô đang chiên nồi cháo quẩy luôn. Thì bên đây thì cô đang cán bánh. Cái này gọi là chạy chợ đó. Bán chạy chợ. Đây là YouTube anh. Kênh của em là miền Tây sông nước. Dạ. Ăn sáng chưa anh? Rồi anh. Dạ. Hiện chưa ăn sáng em tặng anh hai cái bánh mới mua của bà Tư ở đầu. Dạ. À đầu nhím khác rồi đầu vuông khác hả chị? À đâu chị chỉ cho em phân biệt coi. Cái này đầu vuông đó hả? Đầu nó bự hơn. À. Dạ. Đầu nhím ta lắp đầu mình vậy đó. À đầu nhím nha. Trời, lần bữa nay mới biết luôn á. À vậy hả? À đúng rồi, cái đầu nó hơi vuông vuông chút. Như con đầu vuông cái mịn nó hơi cong cong chút xíu hả chị? Cái này bán sao chị? Cái này bán sao? Bọc nhiêu? Cái này 10 ngàn. Dạ, lấy một bọc nha. Dạ. Lấy khỏi bọc đâu, khỏi bọc đâu, lấy liền luôn. Ở đây em ghé đến này để quay cảnh sông nước tí xíu nha. Bây giờ quay đồ nhiều. Đây thì có một số cô chú đi chợ thì bằng xe máy, cũng có một số cô chú đi chợ bằng xuồng nha. Cái hướng vị trí phía trước là cái cầu Sóc Giang đó cô chú. Đây, cầu Sóc Giang mình nằm hướng đó đó. Miền Tây sông nước xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất là vui khi gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em ngày hôm nay. Ngày mới thì em xin chúc cho tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười. Hiện tại thì Miền Tây sông nước đang có mặt tại xã Định An nha cô chú. Xã Định An, huyện Gò Quao. Hôm nay cùng em về thăm chợ Sóc Giang nha. Cũng lâu lắm mà em mới quay lại chợ Sóc Giang. Đây cô chú. Phía trước đó chính là bản chợ đó cô chú. Thời tiết hôm nay rất là đẹp luôn. Tuy nhiên thì giờ này 7 giờ mà trời mới hừng sáng giống như 6 giờ vậy đó. Sáng nay 6 giờ em đi thì trời còn khá là tối. Tầm gần 6 giờ thôi mà bắt đầu 6 giờ rồi là trời đã hừng tối rồi. Còn tối lắm. Đây cô chú, em đang tiến ra phía ngoài cô chú. Tuyến này mình đi ra tiếng quốc lộ được nha. Đây. Hôm nay đi về thăm lại chợ Sóc Giang. Khung cảnh ở phía ngoài xe cộ nhộn nhịp lắm nè. Em đi ở ngoài em quay một tí nha. Đây chợ Sóc Giang này thì rất là rộng nha cô chú. Có đến tận 4 chợ nhà lồng. 4 chợ nhà lồng là. Bên cạnh đó thì phần lớn người dân ở đây sinh sống đó cô chú đều là người dân tộc Khmer phần lớn. Hướng mình đi là tiến đường cô chú. Đây xe cộ nhộn nhịp ha. Hướng này thì đem đi sát bên trong mới được, để đứng ngay giữa đường kỳ quá. Cô chú, đây. Đó, đây là trục quốc lộ 61 nha. Đó. Giờ này thì phụ huynh đưa học sinh đi vẫn còn, hoặc là anh chị em mình đi làm á. Thời điểm này bắt đầu đi làm nè. Đây, thời tiết rất là đẹp luôn. Nếu cô chú anh chị và các bạn đi thẳng hướng này nè, mà mình quẹo về hướng bên tay
tay phải của em á, tay trái chứ, tay trái thì mình sẽ đi về ngã ba Minh Lương nha cô chú. Ngã ba Minh Lương thì ta cách đây tầm khoảng khoảng 20 mấy cây số, 26 cây số, 26 cây. Còn phía sau lưng em á thì ở đây á thì cách cầu Cái Tư nha cô chú, ranh giới phía bên kia của Hậu Giang á thì tầm khoảng là 12 cây số à. Mình đi tới đây là thấy cầu Cái Tư thì tầm khoảng 12 cây số. Còn ở hồi nãy phía sau lưng của em, phía sau lưng của em á, nãy em nói á là mình quẹo phía bên tay trái á thì mình về Minh Lương nha, ngã ba Minh Lương. Còn nếu mà mình đi về chợ Ba Hồ cô chú là rẽ bên tay phải nha. Thì từ chợ Ba Hồ tới Sóc Giang này ở đây á thì tầm khoảng 8 cây số nha. Tầm cỡ đó. Ở đây là khu vực ở đây thì đông đúc không cô chú, lúc nào dân cư cũng nhộn nhịp hết trơn á. Chợ này thì lớn nữa. Gần đây thì có chợ Cà Nhung, chợ Cà Nhung thì cách ở đây tầm khoảng 4-5 cây à là tới rồi. Không có xa, tí tới rồi. Hôm nay về lại thăm chợ Sóc Giang xem coi tình hình trước Tết đi, người dân ở đây buôn bán như thế nào. Miền Tây Sông Nước cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả khán thính giả gần xa nha, đã ủng hộ cho kênh của Miền Tây Sông Nước trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn khán thính giả gần xa rất là nhiều vì đã ủng hộ cho kênh của em. Mặc dù ngoài kia có rất là nhiều sự lựa chọn luôn, những hình thức giải trí nữa, hàng ngàn video, nhưng mà khán giả gần xa vẫn ủng hộ cho kênh của Miền Tây Sông Nước. Miền Tây Sông Nước rất là cảm ơn thật là nhiều. Dạ rồi, không làm mất thời gian nữa nha, hôm nay cùng em về thăm lại chợ Sóc Giang nha. Dạ bây giờ em sẽ bắt đầu tiến vào chợ nha. Em sẽ đi từ hướng đường số 6 nè cô chú, mình đi vào chợ nha. Đó, ở đây thì vừa bước vào thì thấy bảng chợ rồi. Bảng chợ đẹp quá, bốn chợ nhà lồng quá rộng luôn. Khu buôn bán quần áo nè ở phía đây. Em sẽ đi cắt ngang khu vực chợ nhà lồng luôn để mình đi thẳng xuống dưới khu vực bán các cái quán ăn, quán các quán bán đồ ăn sáng cô chú. Dễ quần áo nè cô chú, sắp Tết rồi. Anh chị em khán giả gần xa nào đó, cô chú nào có đi chợ Sóc Giang thì ghé ủng hộ mấy anh chị nha, đây bán quần áo nhiều lắm nè. Ở đây cũng có bán đồ dùng gia đình nữa, các đồ thờ, đồ trang trí rất là đẹp luôn. Đây, mấy anh chị bán nè cô chú, đồ dùng gia đình, đồ trang trí Tết đẹp lắm nè, rất là nhiều. Qua wow, đồ trang trí Tết đẹp quá. Dạ con chào cô cho con quay tí xíu nha, đồ Tết. À vậy đó hả? Dạ. Chị em quay tí xíu nha anh trai. À dạ dạ. Đây cô chú. Đấy, quá trời đồ Tết. Đây cô chú. Đây. Đây cái đồ trang trí Tết, cái bông cây vàng rồi nè, rất là nhiều luôn. Các cái tượng Phật và cái cửa hàng của anh bán rất là lớn luôn nha. Mấy đồ trang trí Tết. Lồng đèn. Đây. 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 Cô bán thêm lồng đèn nữa ha. Dạ. Dạ. Trang trí Tết quá trời nhiều luôn.
Bên này của mình luôn ha anh. Của em đó. À dạ dạ. Đồ thờ nè. Có đến chợ Sóc Giang. Dạ dạ, YouTube nha cô. Có đến chợ Sóc Giang thì mình ủng hộ gia đình của anh nha. À, tiệm Gia Phúc 68. Dạ, tiệm Gia Phúc 68 của chú. Chuyên bán về đồ thờ, cúng từ Phật, tranh, ảnh, đồ trang trí Tết là đầy đủ hết. À dạ, anh cứ tính tiền bán hàng cho khách trước dạ, đi rồi anh em nói chuyện sao. Dạ, con ở Kiên Giang, con ở Châu Thành đó cô. Con là kinh gì? Kênh của con là Miền Tây Sông Nước. Miền Tây Sông Nước. Dạ. Không biết đường lên kinh rồi. Bên em mình luôn ha anh. Dạ, có đó một cái chuyện kia. À dạ dạ. Đây, rất là nhiều cô chú có đến thì mình ủng hộ gia đình. Đây, đây cô chú, cái tiệm của anh bị che khuất rồi, không thấy rõ nha. Có đến thì mình ủng hộ gia đình. À đây đây, cái tiệm đây tên đây cô chú, Gia Phúc. Cái bảng tiệm. Đó. Rồi thôi mình di chuyển này để ăn buôn bán nữa. cái này 100 nè, cái này 35 nè, cái này 65 nè, cái này 108 nè, rồi cộng con này 135, 65, 200 rồi. Cái này 108 là 308. Còn có mấy tích không bà? Rồi em cảm ơn anh nhiều nha. Rồi chúc anh năm mới phát tài nha, làm ăn thuận lợi. Đi đến đâu là thành công đến đó, làm ăn thuận lợi luôn. Đây, hôm nay chú số đặc biệt luôn nha. Rồi, cái đó mua hoài đấy. Cảm ơn anh nhiều. Đây, tiệm mình bán rất là nhiều đồ nha chú. Cô chú. Đây. Có đến thì ghé ủng hộ anh. Tiệm thì bán rất là nhiều đồ luôn. Đó, đây giờ mình sẽ đi qua khu vực nhà lồng thứ hai nha. Nhà lồng thứ hai thì bán rất là nhiều đồ ăn sáng, quán cà phê. Đây. Chợ này em nghĩ là còn phát triển hơn nữa, còn mở rộng hơn nữa. Tại vì rất là rộng nha cô chú. Làm quy mô rất là lớn luôn. Còn dãy phía dưới thì có một dãy bán chợ cá cặp mép sông. Bây giờ em sẽ đi dọc hướng này nè. Sẽ đi ngang các cái quán hàng ăn hàng uống nha. Cái khu vực ở đây chiếu phim rất là nhiều. Bán đồ ăn sáng. Sáng nhiều lắm nè, các cửa hàng từng sạp nha, đều có hết. Quán cà phê rất là nhiều luôn. Đến đây là ok đó, có bán bún cháo hủ tiếu đầy đủ hết luôn. Các cửa hàng ăn uống bán đồ ăn sáng hả chị? Cô bán chào bà bán bánh tằm hả bà? Dạ. Rồi con cảm ơn nhiều quá, cho con quay bánh tằm tí xíu nha. Dạ, đây bà ngoại bán bánh tằm nè. Bánh tằm ôi cục xíu mại của ngoại bán cũng lớn nữa nè. Dạ, quay cho chị Mỹ hay gì đây? Dạ không, con quay cho người trong với ngoài nước xem luôn. Dạ, đây bà ngoại đây. Ngoại bán được nhiêu năm rồi ngoại? 25 năm. À dạ, 25 năm. Ủa vậy là chưa bán trước trước đó là bán chợ cũ luôn ha. Rồi đó phải. À dạ. Đây có bà. Bà để bữa nữa đi à. À dạ, bà bán gì? Cũng bán bún với bán cháo lòng. À vậy đó hả? Dạ. Bà thứ mấy bà? Tôi thứ hai. À dạ, bà này bà thứ ba hả? Dạ. Kiếm bà tư được cái sảnh luôn đó. Dạ. Ê, cảm ơn bà ba với bà hai nhiều nha. Em có đến chợ Sóc Giang thì ghé ủng hộ cho hai bà nhiều. Khoan sáng rồi. Dạ. Đây cô chú. Đây cô chú. Dạ. À, kênh của em là Miền Tây Sông Nước. Chị mua đồ ăn sáng nha.
Dạ. Đây, cảm ơn chị nhiều. Đây, cô chú bên đây bà ba cũng có bán bún xào nữa nè. Năm mới phát tài luôn nghe chị. Dạ. Năm mới làm nhiều thắng lợi nha. Rồi, qua Tết này nha. Đây có xào thịt nữa chú. Thịt xào. Có đến anh chị em nào có đến chợ Sóc Giang á, hoặc là đi xe tải xe khách á, hoặc là đi số lượng nhiều quá đó, hoặc là đi ngang chợ nè, có ghé thì ghé ủng hộ cho bà ba nha. Đây, chúc hai bà năm nay có nhiều sức khỏe nha, lúc nào cũng vui vẻ, làm ăn thuận lợi. Dạ, bán buôn lúc nào cũng đắt hàng nha. Rồi con cảm ơn nhiều nha. Giờ em đi qua hướng bên đây. Cảm ơn chị gái nhiều nha. Về bấm miền Tây sông nước ủng hộ em. Này cô chú. Bún xào tiếp nữa cô chú. Hủ tiếu, bún mắm, bún bò viên. Quán cà phê nè. Ở đây có cà phê chiếu phim luôn nghe cô chú. Trước. Mấy anh chị đang ăn sáng cà phê. Rất là nhiều luôn. Cách đây khoảng hơn 20 năm thì hình thức chiếu phim, em còn nhớ lúc em còn nhỏ là chiếu phim phim đầu băng thôi chú, đầu băng nhiều lắm, đầu băng là sau này lên đầu đĩa. Tính thời điểm này thì hình thức đó không còn nữa, nhưng mà chuyển sang cũng một hình thức, nhưng mà chuyển sang cái hình thức chiếu phim khác đó là chiếu trên YouTube rồi. Mở YouTube thì nhiều. Có đến thì đây khu ăn uống nha, ủng hộ cho mấy anh chị em ở đây rất là nhiều luôn. Cà phê con trai đi chợ xong, cửa hàng sữa đồng hồ, mấy anh em uống cà phê không nè. Năm mới chú cô phát tài nha. Năm mới có nhiều niềm vui mới nha. Năm nay làm ăn thuận lợi, bán đắt hàng. Hôm nay chú số đặc biệt luôn. Dạ, cô bạn áo bà ba hả? Đẹp quá. Dạ dạ. Ở vậy hả? Hồi gì cần sức khỏe đi ha. Dạ. Ở chơi cũng vui mà. Có cái này cái kia chút xíu. À vậy đó hả? Thiệt luôn hả? Dữ vậy? Uống con chị em uống xị luôn. À dạ. Dạ. Đây cô bán bún với hủ tiếu hả? Bữa nay vắng cô. Thường thường thì bữa thứ mấy đông hơn? Hay ngày chủ nhật hay là chủ nhật thì mới đông cô ấy? À dạ. À dạ. À dạ. Bán hoài vắng, bán hoài nó vắng đến ngày nào đó. À dạ. Cô thứ mấy vậy cô? À cô. Cô Út nha, cô 10 ha. Đây có đến chợ Sóc Giang ghé ủng hộ cho cô 10 nha. Anh chị em nào đi ngang đó, xe tải xe khách đâu nè. Đó. Đây, ghé cô Út giao lưu lai gai cũng được luôn. Rồi cảm ơn cô Út nhiều nha. Dạ. Đây cô chú, mấy anh em ở trong đây đang ăn sáng cà phê. Đồng vui ha. Có phim thì uống phê luôn. Sáng luôn. Đây có chị gái đang nướng thịt. Cảm ơn chị. Năm mới phát tài nha. Dạ, năm nay làm ăn thuận lợi nha. Dạ, cảm ơn anh nha. Dạ. Năm nay làm đâu tháng đó đó. Có đến chợ Sóc Giang ủng hộ gia đình của mình nè, bán cơm với gì chị? Dạ.
Dạ. Bánh mì, bánh nước nha. Dạ. Như có cơm heo quay luôn hả chị? Dạ. Ồ, dữ ghê ha. Đây. Chị đang nướng thịt nè. Quá trời hấp dẫn luôn. Nhà mình bán được nhiêu năm rồi chị? Mười mấy năm vậy, em nghĩ chắc lúc anh lập chợ mới là mình bán rồi ha. À, rồi, chợ cũ là bán ở dưới rồi. À dạ, chợ cũ mình bán rồi. Dạ. Chợ lớn quá. Lần trước tới chợ này là mỗi lần lớn là ấn tượng rồi, tới 4 chợ nhà lòng luôn. Dạ. Nằm ở dưới thì nó nhỏ, rồi giờ lên đây nó lớn. Dạ. Rồi chị nướng thịt tiếp nha, em cảm ơn chị nhiều. Đây cô chú, phía trong gia đình mình bán rồi chứ. Chị với mấy anh, chào chị. Thì có đến ghé Sóc Giang ủng hộ gia đình mình nha. Mình bán ở đây là cả ngày luôn không chị? Hôm nay có 1 giờ nghỉ. À, tới trưa nghỉ ha. Thì có bánh nướng nè cô chú, với bún. Bánh nước với bún. À, bún thịt xào luôn. Sườn luôn. Dạ. Một phần ở đây trung bình bao nhiêu chị? 20.000 chị. Dạ. À chị không có bán món canh, chủ yếu là món khô nhiều. Có cơm, quá trời bánh mì, đặc biệt là bánh mì heo quay nữa. Đấy, chị có bán bánh mì heo quay. Mà đồ khô không? À đồ khô nhiều nè. Bánh mì chắc ổ 15.000 hả chị? 15 cũng có 20. À dạ. Đây anh em ở gần xa có ghé chợ Sóc Giang thì ủng hộ gia đình mình nha. Bán từ buổi sáng cho tới tầm khoảng 1 giờ trưa. Rồi em cảm ơn cả nhà nhiều nha. Dạ, em cảm ơn luôn nha anh trai. Dạ. Cô bên đây bán rồi cháu quẩy nha cô. Dạ. Cho con quay tí xíu nha. Cô đang chiên rồi cháu quẩy nè cô chú. Thì bên đây thì cô đang cán bánh. Đây cô chú. Đây thành phẩm nè. Bánh tiêu với nồi cháo quẩy ha cô. Dạ, bánh củ cải á. Đây nè cô chú. Để coi cô cán bánh nè, nãy giờ chưa thấy cán bánh. Để cô cán bánh cho con coi. Đây là nghệ nhân đó nha. 35 năm mà. À 35 năm nha. Bánh này cô bán sao cô? 2 cái 5.000 đó cô. Để còn 2 cái đi. Cô gửi tiền. Lấy bánh bánh cháo quẩy đi. Đây là cô cắt bánh đây. Coi cảnh cắt bánh này. Cắt bánh luôn. Bán từ 35 năm là từ con gái luôn hả cô? Dạ. Bán từ thời chợ cũ luôn đó cô chú. Ủa vậy hả? Dạ. Ở dưới. Dạ. Đây mình ăn 2 cái bánh củ cải nha. Đây mình mua nè. Rồi, cảm ơn cô. Dạ rồi. Cô cắt bánh đấy ha. Đây con đưa giùm luôn cho. Rồi vậy hả? Chị xuống hả? Rồi. Rồi cô cảm ơn cô nhiều nha. Năm mới phát tài nha cô. Hôm nay làm ăn thuận lợi. Dạ. Hôm nay chú số đặc biệt luôn. Hành tết linh đình luôn. Đây, cô thứ mấy gì cô? Cô thứ tư. Dạ, cô tư nha. Ừ. Cô tư bán bánh. Rồi, cảm ơn con nha. Dạ không có gì. Con mè cô chú. À đây đây đây. Cô bắt đầu à làm dấu. Mày chấm miếng nước gì ha cô tư? Ừ, chấm đi dính. Kéo một cái nữa. À. Đây có đến nhà Sóc Giang muốn ăn bánh thì ghé ủng hộ cô Tư nè. Đi Tư ơi. Dạ.
cô chú. Giờ mình đi tiếp nha. Có mấy anh chị bên đây bán. Đây thì bán bún cháo. Có mấy anh em bán. Ở đây thì quán cà phê đông lắm luôn á ta. Tục nữa nè. Có mấy anh em uống cà phê tiếp nữa. Đó. Quán đông vui ha. Rất là nhiều luôn. Ở đây cũng bán đồ ăn sáng nữa. Mình đi dạo tí xíu bên đây đi ha. Đây. Mấy anh em bán bên đây. Để chiếu phim luôn cô chú. Rất là nhiều luôn. Giờ này là tầm khoảng 7 giờ rưỡi rồi. Nhà này bán đồ ăn sáng đây, uống cà phê luôn, quá đã. Rộng rãi ha. Rồi thôi giờ em di chuyển vô chợ đi. Đi vô đây. Ở đây có mấy cái sạp bán đồ rất là nhiều. Đây. Sạp tạp hóa rồi bán hộp dịch rồi nhiều lắm luôn á. Cô mấy chú bán ở đây, mấy sạp đây bán nhiều lắm. Đây mình đi vòng qua hướng bên đây cũng được, và mình vòng qua hướng bên đây vẫn được, nhưng mà em sẽ đi hướng về phía bên tay trái của em để đi xuống khu vực chợ cá nha. Chợ cá thì dãy cặp mé sông, buôn bán rất là nhiều đồ đồ đồng, có vịt con của chú. Mấy cô chú để bán. Đây. Có anh chị đi chợ về. Dạo quanh đây tí xíu. Mấy chị bán. Hôm nay bán được hả chị? Dạ. Năm mới phát tài nha. Năm mới phát tài, năm mới làm ăn thuận lợi nha. Dạ. Chị bán trầu cao với tập quá hả? Dạ. Đang lặt cái gì vậy? Lọc tỏi. À, lọc tỏi hả? Dạ. Mấy anh chị bán một chút. Gần Tết đây, bán tạp hóa được rồi đó. Dạ. Bắt đầu mua đồ Tết từ từ rồi đó. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Có đến chợ Cà Nhung ghé. Ố lộn, chợ Sóc Giang quên. Tại hôm qua mới ghé Cà Nhung, qua bên kia. Dạ. Có đến Sóc Giang ghé ủng hộ chị. Dạ. Hỏi chơi tạp hóa luôn nè. Đồ thuốc bánh nữa kìa. Thuốc bánh hay gọi là thuốc ghê đúng không chị? Dạ, thuốc ghê. Rồi, em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Ở bên đây chị bán quá trình đồ luôn đó nha. Vậy ăn sáng chưa? Vậy ăn sáng chưa? Vậy đó hả? Tưởng ăn chưa ăn sáng em mời chị hai cái bánh. Mới mua của bà Tư bánh củ cải á. À dạ. Chị gái. Hôm qua mua đồ đi chị. Cái chị gái mua đồ. Mới phát tài luôn nha chị. Dạ. Số sạp giờ em đi dọc hướng này đi xuống dưới chợ. Đi toàn tan dưới đây ha. Đó, đây ở đây thì đây thì bán chợ thôi, chợ Sóc Giang đẹp quá, làm cái cổng chào luôn quá đẹp.
có mấy chú đi chợ, có mấy anh em bán chạy chợ xe tải luôn nha. Xe nhỏ nhỏ chở luôn đồ bán nha. Dẻo lắm chị. Bán đất hàng nha anh. Dạ, nó mới phát tài. Dạ. Năm nay làm ăn thuận lợi nha. Dạ, anh có cái xe tải anh chở hàng đi bán luôn cô chú. Cái này gọi là chạy chợ đó. Bán chạy chợ. Em là YouTube anh. Dạ. Kênh của em là Miền Tây Sông Nước. Dạ, dạ, dạ. Ăn sáng chưa anh? Rồi anh. Dạ, yeah. Chuyện chứ ăn sáng em tặng anh hai cái bánh, mới mua cái bà Tư ở đầu chợ luôn. Rồi chúc anh càng ngày càng phát triển nha. Dạ, hôm nay chúng số đặc biệt nha. Dạ, rồi, cảm ơn anh nhiều. Lên chiếc xe bự hơn nữa. Dạ. Đó. Anh bán xoài, nè khoai. Đồ gãy. À, đồ gãy. Đồ vườn nhà đem ra bán thôi. Dạ, đồ vườn nhà ha. Đây, cũng tiện, chạy xe gì nó khỏe. Dạ. Có một số anh em cũng chở nguyên một xe vậy đó, bán quần áo rồi bán nhiều đồ lắm, đồ gia dụng nó cũng có nữa. Cái xe này gọn gọn, bán đồ tươi gọn, đồ gãy. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều. Dạ khỏe nha anh. Dạ. Đây dãy dài nè cô chú, anh chị em bán đồ đồng rất là nhiều nè ngay tại chợ Sóc Giang. Mấy anh chị bán đây, có cô để bán rau nhà, đồ đồng này, bưởi mới bán đắt hàng nha chị. Dạ. Để chị bán lương với viên điển với bông lục bình đó chị. À dạ, lục bình. Dạ. Chị em quay lương tí xíu nha. Chị bán lương. Năm nay bán hàng đắt hàng nha chị. Dạ. Vậy ăn bánh với em đi, tặng chị nè. Thiệt em ăn thiệt á. Đây sáng giờ tặng nó quá chừng không ai ăn hết trơn. Dạ. Mua của bà Tư đó, tại em ăn sáng rồi, rồi. Thấy bà Tư bà đang cán bánh đó. Dạ. Điên điển rồi chứ. Với cái này là đọt chạy đúng không? Lục bình. Này em chị bán nghe tại chợ nha, để chầm hổm nét đặc trưng riêng của chợ truyền thống. Với lại đi đâu mà thấy có mấy cây dù á, văng nhiều nhiều á, là ở đó chợ đông lắm đó. Có chợ đó. Đây. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ, chúc chị sức khỏe với năm nay bán đắt hàng nha. Dạ. Chúc số đặc biệt luôn. Nhà chị gần đây không? Dạ, cách nhà phải 7 cây. Dạ, là chị đi xe hay đi bộ? Xe. À, đi xe. Dạ. Ồ, đi bộ chắc quải chết luôn, sao đi nói. quên. Để bán nè. Để anh chị bán tiếp. Đây cá đồng. Đây có chị để bán đồ tươi. Cá lóc. Cá đi. Dạ. Con di chuyển liên tục về không có mua cá nấu a nấu cơm được. Con quay cho cô bán đắt hàng nha. Đây con mời cô ăn sáng luôn nè. À, cô cứ để đây đi, mang góc nha cô. Đây con tặng cô đó, mới mua có bà Tư. Năm nay có nhiều gạo nha, con tặng đó. Lấy lọc nha. Đây cô bán cá lóc với cá lóc với lương. Đây, có giày nữa hả cô, phải có giày không? À cá lóc nha. Dạ. Cá lóc đồng. À. Dạ. Thì lương cô bán. Có đến chợ Sóc Giang ủng hộ mấy anh chị dãy dài đây nghe cô chú. Vậy mấy anh chị bán nè, bán đồ gãy đó, chỉ bán cá đồng, cá lóc. Hai cô đang mần cá để chắc phải làm khô luôn hả cô? À, sẽ sẵn. À bán luôn ha. Yeah. Này thì cá là cá chê, cá chê trắng. Hai cô bán ở đây lâu chưa? Bán được bao nhiêu năm rồi? À vậy đó hả? Chắc ở đó hồi đó là làm nông hay gì? Làm trời ơi, chị bán rau hàng ngày. À dạ. Chị rau, ăn rau. Dạ. À dạ. Xây tới xây lui ha, liên tục. Dạ.
Thật ra thì ghé chợ Sóc Tre này con ghé lần trước rồi, lần này lần thứ ba đó. Dạ. Đây. Có đến chợ ghé ủng hộ hai cô nha, bán cá đồng nè. Dạ. Lợi nón lá, dễ thương quá. Rồi thôi con di chuyển đi cho hai cô bán hàng tiếp nữa ha. Dạ con cảm ơn nhiều. Ăn bánh với con cho vui nha. Dạ. Hả? À, vậy đó hả? Để thấy hai chị nãy giờ im im không ghé được. À vậy hả? Tại nãy hai chị đang nói chuyện rồi nãy. Em cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Dạ. Vậy đó hả? À anh bán dịch hả? À dạ. Anh giao dịch. À anh giao dịch ha. Đây ta nói là phong ba ngữ pháp không bằng cái gì, phong ba bảo táp không bằng ngữ pháp Việt Nam đó, anh bán dịch. Anh giao dịch rồi ha. Dạ. Con có 50 ngàn ha anh ơi. Vậy đó ha. Còn thôi vô kia thì bán cho 8 trái dừa là bán cho bà 8 có một trái dừa, nó đem nguyên quầy nó chặt bập 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 lên 8 trái. Ghê không? Có bằng cái đó anh. À bằng ha, dạ, bằng. Cái bằng miệt vườn nè. Dịch đẻ thì gỗ luôn hả? Đây, dịch này là dịch sim hả chị? Dịch cổ cò. Cổ cò ha, còn dịch này? Dịch đẹt hả? Dạ. Dịch dạ. Nói chứ thế hệ của tụi em dở lắm, biết ăn con dịch thôi chứ còn kêu mà dịch sim, dịch mắt xéo, dịch không biết phân biệt, tới giờ này em không biết luôn á. Là ngon hơn dịch bự đó, đó dịch bự á. À dạ. Còn nhỏ cháu của em kêu nó dễ ăn gà, nó không biết dễ, nó không có công lông. Tại vì nó ăn gà công nghiệp quen rồi, mần sẵn á, nó không biết. Đây. À, xoài nữa nè cô chú. Có đến thì ghé ủng hộ mấy anh chị nha. Đây. Tu đủ vườn đó đó. À, mỗi dịch đó hả chị? À dạ. Đây xoài. Đây xoài vườn đúng luôn nè, xoài nhà đó. Xoài mới bẻ luôn á. Đây. Nhà chị gần đây không? Nhà bên Phúc Ba Hồ lắm. Ở này xuống Giang nữa đường Ba Hồ nữa rồi. À nửa đường Ba Hồ hả? Chợ Ba Hồ em có quay rồi hết lần rồi. Chợ cũng lớn đông vui lắm nha. Cặp mé sông. Đây đông hơn ở chợ Ba Hồ. Dạ. Chợ Ba Hồ đó, không có gì đó. Có đến thì ghé ủng hộ mấy chị. Thật ra thì nhìn hình ảnh nói tươi cười vui vẻ vậy thôi chứ thật sự mấy anh chị đi cực lắm em biết. Sáng phải thức sớm rồi phải cân đồ bán buôn. Dạ. 3 giờ liên tục. Ra. Dạ. Rồi gì khỏe nha chị. Năm nay chúng số đặc biệt nha. Rồi, xe số chúng đặc biệt làm ăn thuận lợi nha. Đây hai chị nè. Đây bên đây ba chị luôn, chào chị gái luôn nha. Đây, ở đây phần lớn anh chị em đều là người dân tộc Khmer á. Không, Khmer, không có dùng cái từ đó. Dạ. Dạ, Khmer. Nên em rất là quý mấy anh chị đó. Dạ. Dạ. Rồi, em cảm ơn nhiều. Dạ, em chào nha. Dạ. Rồi em chào cả nhà luôn nha, con chào hai cô luôn nha cô. Dạ. Dạ. Mấy anh chị bên đây bán tiếp nè cô chú. Bên đây bán đồ tươi. Cà pháo tím đẹp quá chị. Dạ. Có hai loại hả chị, màu trắng rồi với màu tím. Nó khác nhau nhiều không chị hay là cái giống nó vậy hồi xưa giờ? À dạ. Đầu tiên là chấm điểm sắp đồ đẹp quá. Dạ. Chị sắp đồ đẹp lắm luôn nha. Đậu que là ra đậu que, đậu đũa là ra đậu đũa đẹp lắm nè. Năm nay làm ăn thuận lợi nghe chị. Dạ. Dạ, năm nay sẽ số chúng đặc biệt. Chúng đặc biệt rồi vẫn bán rau nha. Vẫn duy trì nghề của mình nha. Nó chứ ra chợ vui chị. Dạ. Dạ. Nói gì nói chứ ở chợ lúc nào cũng vui. Chứ ở nhà kiểu nó hoài cũng buồn lắm. Mình ở nhà hoài là buồn lắm. Đó. Đây bắp cải trắng nè, cà chua nè, đậu bắp nè nha. Có đến thì ghé ủng hộ chị đồ tươi rất là nhiều. Bên đây của chị luôn hả? Dạ. Đây, các loại khoai nè. Đây. Đi xíu mình xuống dưới nha, ngay giờ chợ cá đồng. Ở đây thì mấy anh chị bán đồ tươi. Có số anh chị bán cá luôn. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha, chị khỏe nha chị. Anh chị em nào có đến chợ Sóc Giang thì ghé ủng hộ cho chị nha. Dạ. Bên đây thì
không mấy anh chị bán đồ đồng bên đây nữa nè. Dưới kia thì bán nhiều hơn, này bán lắc ngắt à, cá đồ quá chừng luôn. Mấy anh chị bán cá chê, cá chê với cá lóc quá chừng nhiều luôn. Dạ chị, cá lóc nhiều hả chị? Dạ năm mới bán đắt hàng nha. Dạ. À đầu nhím khác rồi, đầu vuông khác hả chị? Đầu vuông bự, đầu nhím. À đâu chị chỉ cho em phân biệt coi. Cái này đầu vuông đó hả? Đầu nó bự hơn, nó dài hơn. Dạ. Đầu nhím là đầu như cái lóc đồng mình vậy đó. À đầu nhím nha. Trời, đầu bữa nay mới biết luôn á. Dạ. Đầu nhím nó ngon hơn đầu lô vuông. À vậy hả? Dạ. Đầu nhím nó thịt. À đúng rồi, cái đầu nó hơi vuông vuông một chút. Này đầu nhỏ hơn đầu vuông, đầu vuông bự lắm. Hình như con đầu vuông cái mịn nó hơi cong cong chút xíu hả chị? Không có cong không, cũng hẳn vậy đó. Cái đầu nó bự hơn. À dạ. Cái này là cá gù hả? Ừ, cái đó là cá gù, cá gù. À cái dạ. Đó giờ em ăn thôi chứ em không để ý biết bao nhiêu luôn. Cá bình thường, còn cái đó là gù. À loại gù ha. Ta bắt cá nguyên hết trơn vậy đó, rồi con gù này. Cái đó ta dạt ra. À dạ. Bán cái này hai lần rồi đó, mấy mực bán cái này lần nữa. À dạ. Lâu lắm, lâu mực lắm. Đấy không cô chú, đi chút xíu mình học được chút xíu kinh nghiệm mà ha. Là biết con vịt này. À vậy hả chị? Ừ, phải gặp cá gù. Thịt nó dễ hơn, thịt nó cứng. À dạ. Đồng mình vậy đó. Đây có đến chạy xuất gian ghé ủng hộ mấy chị của em nha. Đây chào chào mấy chị nha. Đây năm mới phát tài, năm mới vui vẻ nha. Rồi xôm xôm lên đi, làm xôm xôm lên đi, bê đi buôn bán thuận lợi hơn. Dạ. Đây nè mấy chị của em nè nha. Đây hôm nay cầu mong chợ năm nay cầu mong cho chợ xuất gian anh chị em nào cũng mạnh khỏe chứ đi. Đó, làm ăn thuận lợi. Dạ. Thì em tính chúc rồi đó, năm nay chúng số đặc biệt đó, em chưa nói đó. Xé chúng số đặc biệt nha. Đây. Chúng số đặc biệt nhiều đi. Nhiều nhiều đi. Dạ. Nói về số đặc biệt chúng thì cách đây khoảng mấy tháng là trên khu vực Hòn Đất chúng nhiều lắm đó chị. Dạ. Có người đi du lịch kẹt lại nó cũng chúng. Dạ. Tự nhiên cái mưa cái ở lại cái xé số chúng đặc biệt luôn đi du lịch đó. Dạ. Đây, có chị bán cá chê trắng nè. Dạ. Cá lóc nhỏ nè, đây cá lóc đầu nhím nha, bữa nay mình biết rồi đó. Cô chú anh chị có thấy anh chị em người dân tộc Khmer dễ thương không? Rất là dễ thương nha. Hồi nãy có cái chị kia dùng cái từ kia nhưng mình không muốn lặp lại, mình dùng từ Khmer thôi nha. À đúng rồi. Đây có đến thì ghé ủng hộ mấy chị nè, của em nè. Đúng rồi chị, em xưa giờ không muốn dùng cái từ đó. Em ghét lắm. Ai mà mở miệng nói cái từ đó là em ghét luôn. Kia nó nặng lề lắm. Dạ. Gạo đắng đồng á chị? Dạ gạo đắng, dạ, gạo đắng dạ. Đất. À, gạo đắng đất. Gạo đắng đất. Dạ. Gạo đắng đồng. Chào cô. Đi chợ vui nha cô. Chợ vui gì đi ban gạo ban gì. À, vậy đó hả? Dạ. Phải làm chứ. Dạ. Chứ ra chợ cũng vui nữa, ra chợ cũng vui nữa. Rồi thôi con di chuyển, em di chuyển nha để cho mấy cô bán hàng nữa. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn cả nhà nhiều. Đây. Rồi cảm ơn cô giáo nhiều nha. Cá lóc đầu vuông với cá lóc đầu nhím. Dạ. Thấy rồi, bữa nay mới biết luôn đó. Dạ. Dạ. Kênh của em là Miền Tây Sông Nước. Miền Tây Sông Nước. Dạ. Năm mới bán đắt hàng nha chị. Đây. Mua cá ghé ủng hộ mấy chị nghe. Này, cá gô, cá lóc. Quá trời dễ luôn. Cá tươi luôn đó. Bên đây có xô. Tôm xô. Miền Tây sông nước ha. Dạ. Hôm nay chúc mấy chị xé số chú đặc biệt nghe. Dạ. Dạ. Kênh của em là Miền Tây sông nước đó. Miền Tây sông nước. Mấy bữa là được lên nữa. Dạ mấy bữa được lên này. Đây kiếm miếng nước rửa tay đi, mới bắt con cá lóc cho chị vậy. Có không? Ở đây đây. Đây ha. Đến giờ cá dễ biến không cô chú? Nuôi cá mình hay có cái khăn, những cái thao nước gì nè, mấy anh chị hay để sẵn gì đó. Cho mình rửa tay, tại vì mình lựa cá đó, mình có quyền lựa đó. Cá nào cá nào. Đây có mấy anh chị đi chợ nè, thích chị gái đi. Đây.
Còn không có nấu cơm, còn đi nữa rồi. Đi đâu nữa? Còn đi quay tiếp nữa, đi Long Xuyên rồi Cà Mau nữa, đi Cần Thơ nữa. Quay mấy người bán cao, bán cá, bán khố rồi. Dạ. Mới phát tài luôn nghe chị. Dạ. Đây. Có đến đây Sóc Giang thì ghé ủng hộ mấy anh chị nha. Đây. Đây cá. Không có tiền cá luôn. Cá biển, cá đồng. Đây bên đây nè. Mấy cô bên đây nữa. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Đây có mấy anh em bán nữa nè. Dạ dạ. Cô chú có anh này bán dưa hấu. Em mới phát tài nha anh. Dưa hấu 2kg 15.000. Dạ. Anh bán chạy chợ hay là bán cố định ở đây? À cố định đây ha. Dạ. Cảm ơn anh nhiều. Cô bên đây bán cá biển. Cô ơi cho cô xin quay mấy cá biển nha cô. Dạ. Cô bán cá biển nhiều lắm nè. Cá ba thú. Cá đó như cá lựa búa không cô? Cá bè, cá bè. Cá bè hả? Dạ. Cá bè này, cá bè. Cô bán cá bè, đây qua đây cây quay con cá bè. Đây cá bè nghe. Đây. Đó. Cô bên đây đang lựa cá ba thú nè. Bà thú đó 1 ký nhiêu vậy cô? 25. À 25.000. Cá bè nhiêu cô? Giá. Giá luôn ha. Dạ. Đây có đến chợ Sóc Giang ghé ủng hộ cho cô nghe. Dạ. Cô thứ mấy vậy cô? Này cô hai đó, cô hai bán cá biển. Hôm nay sẽ số chú đặc biệt đi cô hai. Dạ. Đây có thế số số Mỹ đi, trúng cho nó nhiều. Yeah. Chị bán cu cải muối bên đây đó hả? Dạ. Dạ. Nó mới bán đắt hàng nha chị. À có 3 loại, 1 loại, 2 loại, 3 loại với cái kia là 4 loại luôn. Đưa ghế trong ngọn ngoài thôi chứ. À chú, dạ. Nó mới phát tài nghe chú. Dạ dạ dạ. Này. Cua cải muối nè cô chú. Cái này bán ra nhiều chú giới thiệu cho khán giả. 25.000. À 25.000. Cái này 30. Cái này 30. Không, à, cái miếng. Này 25 chắc sẵn. À. Còn nguyên. Cái kia là chưa chắc 20. À 20. Đó. Cải muối nhiều chú, giới thiệu luôn. 15.000 một ký. Rồi đó. Qua đến thì ghé hộ chú nha. 10.000 cái tươi luôn. Dạ. Chú cho chú thứ mấy? Tươi thứ hai, Hai à, Ngọc. À chú Hai Mộc nha. À, chú Hai Ngọc. Hai Ngọc. À, dạ dạ. Đây giờ Sóc Giang nè cô chú. Nãy giờ con đi từ đầu chợ đó, của chợ ai cũng vui hết trơn á. Hôm nay vậy Sóc Giang thắng lớn rồi nghe. Dạ dạ dạ. Thôi con đi chú Ngọc ơi. Dạ. Con cho chú Ngọc bán nữa. Dạ. Cảm ơn chú nhiều. Dạ. Chú Ngọc dễ thương ha, nói chuyện vui vẻ. Đây mấy anh chị bán tiếp. Đây cái cây với đồ tươi. Để con em đi dọc xuống dưới kia nha. Bên đây cái cây tiếp nữa nè. Đây có mấy chị bán. Đây mấy anh chị bán tiếp nha. Đây là cá biển tiếp nữa nè. Cái cây. Em sẽ quay quang cảnh chợ của chú buôn bán nha. Khu vực phía trong
Dạ. Thì thường ngày nào suối mình quen người suối trước nha, suối là mình quen suối trước á, đâu ai suối đâu, cái chị đó bảo hiểm đúng không? Đây ghé sập cá của chị luôn, chị gái này luôn ha. Đây năm mới chúc anh chị bán đắt hàng nha anh chị. Rồi. Dạ, làm ăn phát tài. Kênh của em là miền Tây sông nước chị. Dạ. Đây là bà chủ bán một ngày là 1000 kg nha, cả tấn cá lần đó. Đây. À, 1000 kg luôn. Không, bây giờ 1000 kg đi, đang cho lợi nhiều. Mình phải mong gì chứ, đâu ai đánh thế mình đâu. Vậy đó hả? Rồi. Hôm nay bữa nay em lại quay thì mai mốt bán còn đắt hơn, đắt hơn nữa nghe, năm nay bán đắt hàng hơn nữa. Đó. Đây cá trang với cá cá ba thú. Đó, có đến ghé ủng hộ anh chị nè, con mồi cá đó. Anh chị thứ mấy vậy? Thứ 6. Đây anh chị 6 nha. Ngay chợ Sóc Giang. Đây các bạn các khách hàng của anh chị nè, khách hàng nè. Mua đồ nè. Năm mới phát tài luôn nghe chị. Đây chị gái này nè. Hai chị suối quay có lúc mình quay mình cái cười. Dạ. Rồi em cảm ơn anh chị nhiều nha. Để cho anh chị buôn bán nữa. Bên này có anh trai này bán trái cây. Mà chừng trái cây luôn. Anh trai bán trái cây nhiều quá. Cho em quay trái cây tí xíu nghe anh trai. Dạ. Rồi vậy thôi. Cảm ơn anh nha. Dạ. Năm có được vui. Có chị bán bắp. Cho em quay bắp tí xíu nha. Là tính mua bắp rồi. Đây. Nên anh chị bán tiếp nè. Cốm. Gào rất là nhiều luôn. Chị. Gào anh ơi. Dạ, gào hả chị? Đây. Dạ. Cái này bán sao chị? Dạ. Chúng cái đầu đau quá, cái xe chị nó thấp, mình đi vừa tới tầm luôn rồi, mình hơi cao cái xe. Dạ. Cái này bán sao chị? Cái này bán sao? Bọc nhiêu? Cái này 10 ngàn. Dạ, lấy một bọc nha. Dạ. Lấy khỏi bọc luôn, khỏi bọc đâu, em lấy liền luôn. Đây, em gửi tiền chị. Để đi, tờ tiền cho em đi. Đây. Chị ơi, nè, em tặng chị nè, chị mới cười với em đó. Dạ, cảm ơn anh. Không có gì đâu, hôm nay có nhiều gạo nha. Dạ. Làm được mua nha. Dạ. Đây, bán đắt hàng nha. Chào đăng đắt. Dạ, chào đăng đắt. Dạ. Tại chị này cười nè, tặng chị bạch đi. Tại chị này chị cười đầu tiên với mình, em mới phát tài nghe chị. Dạ. Dạ. Cái gì đâu, cứ giữ làm kỷ niệm với em nghe. Dạ. Chị là người dân tộc hả? Dạ, người dân tộc. Dạ. Dễ thương quá. Mấy cái giác này của chú. Dạ. Sau này nhớ ngay ra đường mà thấy dụ em hết xăng cho em mượn 20 ngàn nha. Dạ. 20 trăm gì phải lo. Cho em mượn 20 ngàn đổ xăng là được rồi. Dạ. Tự nhiên cái chị cười với em thích ai cười lắm, vui vẻ. Dạ. Dạ. Cá chê trắng. Cá đồng của chú. Dạ. Cá chê. Rồi chị thứ mấy vậy? Dạ thứ 9. Dạ chị 9 nè, nhà chị 9 gần đây không? Dạ gần đây, khu dân cư. Vậy đó hả? Dạ. Năm mới phát tài, năm nay chúng số đặc biệt nha. Dạ. Rồi em cảm ơn chị 9 nhiều. Dạ. Dễ thương lắm, ai cũng cười vui vẻ vậy là được rồi. Dạ. Chị nha. Dạ. Mới mốt gặp lại nha. Dạ dạ chị. Cảm ơn chị bán tiếp. Cá chê vàng, cá lóc, cá phi. Mấy anh chị bán tiếp. Đây. Khung cảnh ở phía trong. Mọi người mà cũng nhộn nhịp hết mọi người.
đây em ghé đến đây để quay cảnh sông nước tí xíu nha. Bây giờ quay đồ nhiều rồi. Ở đây thì có một số cô chú đi chợ thì bằng xe máy, cũng có một số cô chú đi chợ bằng xuồng nha. Đây. Đây, xuồng đây. Nhiều lắm luôn á. Bên đây nữa cô chú. Cái hướng vị trí phía trước là cái cầu Sóc Giang đó cô chú. Đây, cầu Sóc Giang mình nằm hướng đó đó. Có mấy cô chú chở dưa hấu. Đây, cảnh sông nước yên bình ha. Đây. Hướng này mình về Cầu Bao đúng không chú? À dạ. Hướng này mình về Cầu Bao đúng không chú? Chắc hướng này về Bao Hồ á. Hướng này về Bao Hồ à. Cái gì chú? Nghe không rõ. Dạ, cái gì Si? Cái gì Si con nghe không rõ. Trong đây là về đâu? Đường đó, đường đi về như bên Nha Si Dòng Ghiền luôn á. Nha Si hả? Nha Si Dòng Ghiền hả? À dạ. Có ra qua tới Ngọc Trúc được không? À, Dòng Ghiền lên Ngọc Trúc. Lên chút xíu ha. Dạ. À, dạ. Đây có chú đi xuồng tới đây đi chợ hả? Dạ. À dạ. Năm mới năm nay làm ăn thuận lợi nghe chú. Dạ. Năm nay được mùa được giá luôn nha. Dạ. Được giá cũng đỡ. Dạ. Chú đi một mình hả? Đi với ai? Đi với cô hả? Dạ dạ. Nay ghé thăm chợ Sóc Giang bữa nữa. Dạ. Lần trước ghé được hai lần này, lần này lần thứ ba. Dạ. Đây cô chú. Đây xuồng ghe nè. Mấy cô đi chợ rất là đông vui. Đó. Thôi giờ em đi vô chợ nha, tham quan tí thôi. Đây, có mấy bà uống cà phê đó nè. Đây, mấy anh chị buôn bán, các chị bán gà với bán vịt. Em mới bán đắt hàng nha chị. Dạ, hôm nay làm ăn thuận lợi nha. Làm đâu thắng đó. Dạ. Xe số chú đặc biệt luôn. Dạ. 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 Dạ em cảm ơn chị. Thôi giờ chị chú đặc biệt đi, em mừng như vậy trước đó. Dạ. Với lại có nhiều sức khỏe nữa chị, cái đó cũng quan trọng lắm hôm nay. Dạ. Thế bên này bán được không chị? Dạ. Dạ, em mừng cho chị. Đây. Có đến chợ Sóc Giang muốn mua gà vịt thì ghé ủng hộ chị nha. Con vịt này lạ không chị, cái đầu nó xanh xanh nha. Cái đó là gà vịt gì chị? Là con vịt vịt trống. Vịt trống. Này vịt mái. À dạ. À. Đây cô chú, đây chắc vịt chim quá. À vịt chim ha. Đây. Chị thứ mấy vậy? Chị thứ mấy vậy? Dạ, cảm ơn chị Năm nhiều. Năm mới thuận lợi nha. Dạ. Rồi em cảm ơn chị Năm nhiều. Dạ. Đây, ai có đến chợ Sóc Giang ghé hộ chị Năm nha. Đó, mua vịt nè, mua gà nè. Đây cô chú. Đây có mấy anh chị bán tiếp mà. Đây. Em chào chị. Hình như gặp chị ở chợ Cà Nhung. Dạ. Đây, gặp lại chị gái ở chợ Cà Nhung nè. Mấy anh chị bán tiếp. Ở đây là một dãy anh chị mình bán cặp máy xong nha cô chú. Đây rất là nhiều. Rau cá đầy đủ luôn, chuối. Mấy cô bán chuối, bán rau. Mấy cô bán. Hồi sáng hả cô? Cô bán đồ đồng. Cô cứ ăn bình thường đi, con cho con quay mấy cái rau đồng cô bán nha. Đồ gãy nè. Dạ. Bí đao nè. Dạ, quay cho cô bán hết đồ luôn nha. Dạ, năm nay trúng số đặc biệt luôn nha cô. Dạ. Rau cải nè cô chú. Cái này là toàn bộ nhà luôn hả cô?
À cân hả? Dạ. Đây có mồng tơi. Mướp rồi chú. Với dưa leo. Dạ. Rồi thôi cô ăn sáng nha. Chào cô, để cô ăn ngon miệng nữa. Để quay hoài kỳ lắm. Có mấy anh chị bán. Cô đi bán trứng. Dạ. Chị bên đây thì bán tôm càng. Ồ tôm càng quá trời tôm càng luôn. Cho em quay mấy con tôm càng xíu nha chị. Dạ. Tôm càng to to luôn. Này càng nhỏ này mình bán ra nhiêu rồi chị? 120 chị. Càng lớn nhiêu chị? Cá lóc nữa rồi chú. Chị bán đồ đồng nhiều lắm nha. Qua đến Sóc Giang thì ghé hộ chị. Đây cá nữa chú. Cá bóng nha. Đây bóng tượng nè. Phía bên đây thì cá lộn xộn. Mấy bên này bán được không chị? Bán cũng đỡ. À dạ. Chung giờ chợ đi thì em thấy phần lớn thì bán thì cũng có chợ này thì cũng khó khăn lắm chị. Thời buổi giờ bán. Giờ. Cửa ở chợ mình. Vậy hả chị? Dạ. Để tiền trong túi chừng nó bung rồi nó sắp bung ra. Cẩn thận tí. Dạ. Thì văng ra nữa. Quá trời nó bún rồi. Chị bán đồ thổi oxy không đó nha, rất là tươi nè. Tôi đến ghé ủng hộ chị nha. Rồi em cảm ơn chị nhiều để cho chị còn buôn bán nữa. Chúc chị năm mới thành công nha. Dạ năm nay thuận lợi nha. Dạ làm đâu thắng đó. Hôm nay cô chú bán giàu như thế. Cô bán cá, quá chừng luôn cá, mực. Đây, mấy anh chị bán. Mấy cô bán. Năm mới bán đắt hàng nha cô. Năm mới bán đắt hàng nha. Dạ, năm nay làm ăn thuận lợi. Hôm nay chú suối đặc biệt luôn. Dạ hả? Dạ chú suối đặc biệt đi cho nó khỏe. Đây có mấy anh chị bán nữa chú. Ở biển tiếp nè. Mấy anh chị bên đây bán nhiều lắm. Mấy cô bán bánh. Mấy cô bán. Ủa cái này cái gì lạ gì cô? Hủ tiếu hả gì vậy? Ủa vậy hả? Mình tưởng sợ gì nó nhìn lạ quá. Dạ. Mình tưởng giống sợi măng hay sợ gì á. Dạ. 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 Giá của chồng nè. Ăn bắp ổi. Qua đến chợ Sóc Giang ủng hộ mấy cô nha. Bán ổi với bán cốm dẹp. Dạ, hủ tiếu, bắp chuối, cốm dẹp. Dạ, cốm dẹp. Năm mới phát tài nha cô. Hả? Năm nay chúng số đặc biệt nha. Chúng đặc biệt đi, cho chúng đặc biệt đi. Dạ. Dạ. Đây, bắp chuối dạ, với con uống nha. Dạ. Nó đến thì ghé ủng hộ mấy cô. Không. Này chợ rồi. Rồi con cảm ơn hai con nhiều nha. Dạ. Đây cảnh chợ Sóc Giang nè cô chú. Giờ này đông vui ha. Liên tục luôn. Đông nghẹt chứ vậy đó. Đây. Đang kẹt xe rồi.
em đứng tí. Rồi. Nước tôm nước quá trời tôm. Đây sạp bên đây thì bán cá, anh chị bán cá nhiều lắm. Đây cảm ơn chị gái. Chị ơi, em cảm ơn chị lần trước bắt con cá cho em quay nha. Đây, hai chị không biết chị nào em không nhớ quên này. Dạ. Thì cứ bán hàng tiếp đi. Cá chê nè đứa, quá trời cá chê luôn. Đây thì có cá rô. Cho em quay cá xíu nha. Dạ. Hồi trước có con chị bắt cá nè, mày không biết chị nào em quên này. Vậy đó hả? Thì coi đến chợ Sóc Giang ghé ủng hộ nhà mình nha. Bán cá nè. Cá rô bên đây quá trời cá rô luôn. Cá đưa hồng. Thở oxy. Di chuyển nha, cảm ơn nhiều nha. Dạ dạ. Bán rất là nhiều luôn nha. Cá gà. Đây gà vịt. Anh cho em quay mấy gắn tí xíu nha anh. Dạ dạ. Thật ra miệng này xuống nước sợ con này lắm. Bắt không được, không dám bắt lên. Nhát lắm. Này coi gắn mọi người chú. Có nhiều gắn luôn. Cá nữa, anh chị có bán cá nữa nha. Lần trước hình như mình có ghé ở đây, mình nhớ rồi. Anh chị có bán lưới, đúng rồi. Có ghé đây một lần. Anh thứ mấy vậy anh? Dạ anh thứ mấy à? Thứ năm hả? Dạ đâu có thứ thôi, em không hỏi tên đâu em, bởi vì em hỏi thứ lên chỗ đó đó. Thứ năm hả anh? Dạ. Đây có đến thì ghé ủng hộ cho anh Năm nha, bán đồ đồng đó. Có bán lưới luôn phải không anh Năm? Dạ có bán lưới luôn nha, gà vịt đồ nè. Đây. Chế biến tại chỗ luôn đó, chỗ anh Năm bán vậy nè cô chú, cây su gà vịt rồi đó, gắn. Thế bên này bán được không chị? Vậy đó hả? Dạ. Tình hình chung rồi. Dạ. Dạ. Thôi nói chứ mình bán đồ ăn cũng đỡ, còn một số trường hợp em đi á là bán quần áo vậy, cái đó còn cực hơn đó. Có nhiều người chủ ở trên chỗ lớn anh, mấy sạp mà bán rất là lâu năm rồi, hai mươi mấy năm trời ở trong kiosk luôn á. Mà cái chợ lớn bán bây giờ cũng khó khăn. Dạ. Bán quần áo chứ luôn á. Bây giờ dù như bán mấy này thì bán trong ngày hoặc là ngày mai cũng được. Ví dụ như vậy. Còn quần áo là thua rồi. Mấy đợt trước đi mấy ở trong sạp trong là bán coi như là. Rồi thôi em cảm ơn anh Năm nhiều nha. Dạ. Cô chú mình lại bán. Bán đắt hàng nha anh. Anh bán gì vậy? À vậy hả? Nước. Thì có cô đây đang ve xuồng ra nè. À dạ. Lại chú tí nha. Đây đây chú quay cái cảnh xuồng cái. À đây, mình sẽ quay cảnh xuồng nha. Đây em tí nha. Đây có anh trai này kéo xuồng nè, đó. Chú. Các cô đây bị di chuyển à. Qua trời luôn.
đi xuồng tới nè, hoặc là đi xe máy tới. Cảm ơn nhiều. Dạ. Cảm ơn nhiều nha cô. Dạ. Cô mới đi chợ hả? Dạ dạ. Dạ kêu miền Tây sông nước phóng xuống xuồng rồi chạy hay là lái hay là đi xuống xuồng thì cũng khó khăn. Không biết đi, dở lắm. Có mấy anh chị bên đây. Mấy chị bên đây thì dựa muối. Ghe muối nè. Rồi đây, đây cho chú bên đây nè. Đây, rồi đẹp trai quá. Đẹp trai quá. Đây cháu à. Đây con của trai cháu nội ha. Dạ, đây. Con 7 tháng ông bà lớn đó bác ơi. 7 tháng à, 7 tháng à, hai bà cháu. Đây. Đây, cảm ơn anh trai nhiều nha. Trai bán đồ tươi phía trước nè cô chú. Một cái cây này cây gì lạ vậy anh? Cây bồng bồng. À, cây bồng bồng hả? À dạ. Lần đầu tiên con thấy luôn á. Cái này là làm gì ăn vậy cô? Nấu canh, xào, bắp gỏi, làm dươi cũng được hết á. À dạ. Dạ. Ngon bông súng nha. Đó ngó sen chứ, ngó sen. Bông súng, bông súng. Bên đây thì có cô. Cô cắt nha, cá mối nè. Có đến thì ghé ủng hộ gia đình mình nha, anh nha. Hai mẹ con nè bán nè, cô chú. Đây rồi, cảm ơn cả nhà nhiều nghe. Năm nay trúng số đặc biệt nghe. Đó, làm ăn thuận lợi. Dạ dạ. Đó, giờ em đi ra phía này. Ê, dạ, 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 dạ. Thôi đi trúng mấy cái dù hoài. Rồi có mấy anh chị bán vịt nè cô chú. Quá cái vịt luôn. Nó mới phát tài nghe chị. Năm mai làm ăn thuận lợi nghe. Hôm nay trúng số đặc biệt nghe. Mạnh mạnh lên nha. Đó. Cảm ơn chú ơi. Dạ, không có gì. Đây, mấy này bán được hả chị? Bán hơi chặt luôn. Dạ. Giờ đây gán ai cũng gán đi làm mày để dồn tiền ăn Tết, em nghĩ vậy. Rồi chị khỏe nha. Cảm ơn chị nhiều. Dạ. Cô chú bán đó, mấy anh chào. Cá đang bằng cá, cá đất tượng cái gì anh? Dạ. Qua đây cá, cá hú hay cá cha ta? Cá này cá hú cá cha vậy anh? À, cá cha nha. Quá trời to luôn. Vì đây thì chỉ có cá đồng thôi, mê lắm luôn á. Có đến thì ghé ủng hộ anh chị nha. Chào chị nha, năm mới phát tài nghe chị. Dạ, năm nay làm ăn thuận lợi. Trúng số đặc biệt luôn. Ở đây mình dựa luôn á chị, anh. Anh ơi, ở đây mình cân cá luôn hả? Dựa cân. À, dạ. Đó, anh chị em nào ở Sóc Giang mà muốn cân dựa cá ghé chị nha. Chị thứ mấy chị? Dạ, chị Năm nghe, chị Năm cá nè. Đây. Còn lý gì xe đạp điện. Đây, chị đang cầm cá vui. Vui mà cô, đâu có gì đâu, cứ làm bình thường đi nha. Dạ, dạ, dạ. Hôm nay cười tươi vậy là phát tài rồi đó. Dạ, dạ. Đi chợ có hai niềm vui nghe, một là quay cảnh đẹp, hai là gặp mấy anh chị vui vậy nè. Dạ, dạ, được rồi. Dạ. Đây, cuộc sống nó đơn giản là vậy thôi. Đặc biệt đó là rất là đời nha, là chúc anh chị đây đều trúng số đặc biệt đó. Tại ở chợ hay xé số mà.
Thật ra không phải gì xé số chúng để cho nó đỡ khổ chứ giờ đời sống khó khăn quá. Thôi vẫn bán chứ, vẫn duy trì nghề của mình, vẫn bán nghe. Dạ. Vậy hả? Cá chợ cho nó vui. Bán trái cây à bạn. À dạ. Dạ, bán cái khác nghe nhưng mà ra chợ nghe. Dạ. Dạ. Đừng có bỏ chợ, chợ vui mà. Bán mà không dạ. Bán gì này nữa. Dạ. Rồi thôi, con di chuyển nghe. Dạ. Dạ. Đang bằng cá trà Vinh hả? Cá Vinh. À dạ. Rồi chào cô. Dạ. Ê, khỏe nha. Dạ. Thôi em đi luôn nghe, cảm ơn anh chị nhiều nghe. Dạ dạ. Đi luôn chị Năm ơi. Đang cần cá rồi. Đây cô chú. Sáng mới ăn bánh rồi, cảm ơn. Cảm ơn sáng mới ăn rồi. Có mấy anh em bán rồi chứ. Bán đắt hàng nha. Dạ. Hai ký 15 ngàn. Anh chị chợ bán hay bán cố định ở đây? Dạ. À bán cố định đây ha. Dạ. Bên sông Giang thì ghé ủng hộ anh. Bán dưa hấu rồi bán gì nữa anh? Dưa hấu rồi anh. À dạ. 2 ký 15 ngàn. Dưa hấu 2 ký 15 ngàn 2 ký. Đây. Dưa hấu 2 ký 15 ngàn 2 ký. Rồi vui khỏe nha, năm nay làm ăn thuận lợi nha. Dạ. Hôm nay trúng số đặc biệt. Dạ. Dưa hấu 2 ký 15 ngàn 2 ký. Mắm nữa chứ. Dưa hấu 2 ký 15 ngàn 2 ký. Đây. Mấy anh chị bán tiếp. Cô bán tiếp nữa chứ. Để sốc viên rộng lắm, bây giờ mình đi là chỉ mới có 2/3 thôi, còn một phần nữa là phía trước đó là mới hết chợ. Có chị gái ở đây ăn mắm. Lần trước mình nhớ có một chị đổ bánh xèo ở đây nữa, mình nhớ không lầm. Là chị đúng không? Em nhớ phải không? Rồi, dạ dạ. Em mới phát tài nha chị. Dạ. Đây, anh chị bán ủa bên đây bán vịt hả chị? À gà vịt bán nha. Năm mới chúc chị bán đắt hàng, anh chị bán đắt hàng nha. Hôm nay chúng số đặc biệt luôn. Đây, anh đang bằng vịt nè. Cắt lòng tỉa lòng vịt ha. Đây. Đây đang luộc đây. Về quê đang nghe mùi củi đó cô chú. Rồi gì khỏe nha chị, cảm ơn chị nhiều nha. Cảm ơn nhiều luôn nha anh. Đây có mấy cô bán đồ tươi tiếp. Bây giờ mình vòng ra phía trước. Phía trước thì cũng mấy anh chị bán tiếp. Ở đây thêm bến rồi. Ở đây có bến. Đây cặp máy xong thì có bến. Đây có mấy cô chú bán tiếp. Này xong. Đây. Đây xong ngồi với chú. Ngắm xong tiếp. Vì đây thì yên bình quá, êm ấm. Ở đây, dạ. Ở đây quay thêm tí cảnh sông này. Anh này trang bị anh đi quá ta. Anh này anh trang bị đi hả chị? À. Để quay cảnh nổ máy nha. Chào chị. Chị đang chờ anh nhà hả? Hay chờ con trai? Chờ chị. À chờ chị hả? Dạ. Rồi đi nha anh. Wow, bắt cua luôn. Ghê chưa? Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Năm mới phát tài nha chị. Năm mới vui vẻ nha. Cỡ hả? Dạ. Cô chú.
có lò lò tàu hũ. Để mấy anh em bán đồ tươi tiếp. Rồi mình đi vòng ở đây ra phía ngoài là hết chợ rồi. Mấy anh em bán. Đi vòng dễ qua đây nữa là hết chợ rồi. Đây có nhớ có anh chị bán khô với mấy cô bán đoạn sáng cũng nhiều, bán xôi nữa. Đây khu gà vịt. Đây là cái cây chị gái. Đây có đến Sóc Giang thì ghé ủng hộ chị gái bán trái cây nha. Chị lần trước có ghé sạp của chị nè. Chị quay trái cây tí xíu nha chị. Mọng nè cô chú. Sạp trái cây gì lớn lắm nha. Đây rất là lớn nè, bán được tươi trái cây. Mấy bữa nay bán được hả chị? Vậy hả? Hồi năm nay là niềm vui mới nha, thành công mới nha, thắng lợi mới luôn, có sức khỏe. Hôm nay chúng số đặc biệt đi, sẽ số chúng đặc biệt. Thôi bán đi, đừng có bỏ chợ, ra chợ cho nó vui. Vẫn yêu nghề chứ, nghề nó nuôi mình mà. Dạ. Đây có rất là nhiều trái cây chị bán nè, xoài rồi hồng giòn. Quýt. Đây là sạp trái cây chị gì em quên này. Sạp của chị tên gì, chị tên gì em quên này. Chị Quyền hả? Dạ. Có đến chợ Sóc Giang ghé hộ chị Quyền nha, nằm ngay phía đối diện với khu mé sông đó cô chú. Nhìn là biết rồi, vô phía chợ nè. Rồi em di chuyển nha, cảm ơn chị Quyền nhiều. Hôm nay mọi điều tốt đẹp nha. Dạ. Cô chú. Dạ. Chị ơi, thường thường nào suối mình ghé sạp suối trước cái nha. Rồi mình ghé sạp suối trước cái. Người nào suối đó. Đây. Cô bán đồ tươi. Dạ. Không quay đồ tươi tí nha. Dạ. Cải đồ quá chừng luôn. Đây cô dựa luôn hả? Dạ. Năm nay phát tài nha cô. Năm nay phát tài nha. Con ở Châu Thành gần đây à. Cô vừa bán trái ca đồ tươi được dưới năm rồi. Mấy chục năm rồi. Vậy đó hả? Giờ là nhìn trái nào là biết trái nào ngon, trái nào không ngon ha. Bán cũng cỡ 40 năm. Hả? 40 năm. Vậy là xin lỗi năm nay cô bao nhiêu tuổi vậy? 40 tuổi. Vậy là cô bán từ thời gái. Cỡ ba mấy năm tôi đi lấy chồng 21 tuổi rồi bán. Vậy đó hả? Rồi bán thằng ghe cái lại chợ bán rồi cái chèo dài con sốt đó. Sao cái có lên bờ luôn. Lên bờ bán cỡ 40 năm. Buôn ba. Dạ. Vậy là cô cũng buôn ba, cũng đi này kia nhiều. Dạ. Đây. Đây là một người gọi là cố cụ ngay chợ này đó. Dạ. Buôn bán lâu năm. Dạ. Chợ cũ vừa qua chợ giờ biết tôi rồi em tôi quay lại tôi dọn kiếm cái ghế. Dạ. À kiếm cái ghế hả? Cái ghế đâu thì kiếm cái ghế mới được. Cô xin cái gối. Thôi đi đừng hộp cầm đừng nổi không. Khớp gối yếu vậy lắm. Đâu cái ghế đâu cái ghế đâu. Đây còn lấy cho. Không được đâu đừng có ngồi ấy hư khớp hết á. Đây ghế đâu đây. Đây. Đây còn lấy cho. Rồi. Kê ghế lên kê ghế ngồi đi cô. Đừng có ngồi gì quá nguy hiểm khớp lắm. Lớn tuổi rồi. Trước bác của con là bác sĩ cũng kêu là còn trẻ hay già gì cũng vậy cho nó đừng có ngồi chồm hổm nhiều quá hư khớp hết nó căng khớp. Dạ. Cô thứ mấy gì cô? Dạ cảm ơn cô Năm nhiều nha. Năm nay thuận lợi nha cô Năm. Dạ. Nhưng mà thời điểm này cần sức khỏe nữa nha. Dạ sức mạnh khỏe. Dạ. Đây. Cô đến Sóc Giang ghé ủng hộ cô Năm. Cô Năm đồ tươi nha. 40 năm trong nghề thôi chứ không có nhiều đâu. Dạ.
Đây có chị gái, cảm ơn chị gái nhiều nha. Năm mới làm ăn thuận lợi luôn nha chị. Chị bán bún với giá hẹ. Đây, cái này có giao cho tiệm luôn không chị? Quán luôn ha. Tiệm sạp của chị gì? Chị Oanh ha, dạ. Chị Oanh ở Sóc Giang nè. Tôi đến thì ghé ủng hộ chị hoặc là muốn làm bạn hàng đó. Sỉ hàng là ghé chị Oanh nha. Mình chắc có lò luôn hả chị? Dạ đúng rồi, lò em lò bún gạo nhà làm. Lò mình tên gì chị? Ở đây thương hiệu ở đây á. Năm lương. À dạ, lò năm lương nha cô chú. Đây là chị Oanh nè. À chị Oanh dạ. Đây bún chị bán nè. Rồi đó thì ghé ủng hộ chị nha. Thôi em đi chị Oanh ơi, đi chị Oanh bán hàng tiếp nữa. Cảm ơn chị Oanh nhiều. Cô chú. Mấy anh chị bán tiếp gà quay, thịt quay. Mình có chị bán heo quay hả chị? Chị ngưng máy đi em giới thiệu cho, để giới thiệu khán giả biết. Tắt luôn đi chị, tắt luôn. Đây thì gia đình nhà Quách Xía. Đây, nghe là tên là biết qua qua đó. Đây chiên quay heo với gia công. Đây, ở tại chợ Sóc Giang nè chị. Đây, cho em quay đi xíu nha. Đây heo quay miếng, nguyên cái đầu heo luôn nè. Giò nè. Gia đình mình chắc làm lâu chứ hả chị? Có đến Sóc Giang mà muốn ăn heo quay ghé chị nha. Còn là muốn gia công đám tiệc rồi ha chị. Dạ. Thì chị thứ mấy vậy? Tôi thứ 7. Dạ, chị 7. Mình bán ở đây là được nhiêu năm rồi chị? Bán cũng lâu lắm rồi. Dạ. Được chợ Sóc Giang này mới chừng 3 tháng rồi. À vậy ha. Ủa vậy là gốc chị ở đâu? Ở phường 7. Phường 7 hả? Dạ trên Hậu Giang rồi. Là phường 7 Hậu Giang. À dạ, Hậu Giang nha. Dạ phường 7 thì để em coi. Em đi ngang thôi, em chỉ quay chợ phường 4 ở phường ở chợ Duy Thanh là phường mấy quên, phường 2 phải không ta? Phường 2. Dạ, phường 2, 3 thì đó có quay. Chợ Duy Thanh có quay với hội đồng có quay. Vịnh Chèo có quay. Quả Lụn có quay. Phường 7 với phường 4 thì em chưa có quay. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Đây. Lò mình nằm ở đây luôn hả gì chị? Lò nằm ở trên phường 7. Phường 7 lại. À, phường 7. À phường 7, Quách Xía. Dạ. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Mới chúc chị phát tài làm lâu tháng đó nghe. Yeah. Hôm nay xé số chú đặc biệt đi. Rồi. Đó. Cô chú. Mấy cô chú bán tiếp. Mấy cô bán sữa đậu xanh với sữa đậu nành. Bánh bên đây nè. Mấy cô bán. Dạ cảm ơn chị nhiều nghe, giới thiệu giùm em. Chị quay bánh tí xíu luôn nghe chị. À, chị dạ. Này chưa có chồng nữa đó anh, có hả? Gì là mai gã xíu giùm. À vậy là lại gã nữa hả? Em quay chợ thôi chứ em đâu quay gã đâu. Chị bán bánh nè. Vậy đó hả? Dạ. Đây chị quan, chị đang chiên bánh Tây Yến. Bánh này bán sao chị? 2 cái 5 ngàn. Cái này là bánh gì vậy? Cam mè. Cam mè. Nhân gì chị? À, dạ. Lấy em 2 cái đi. Để ăn thử rồi. Tại vì em mới thấy cái bánh này. Cái màu của bánh còng chị đổ đẹp quá à. Vừa tới luôn á chị. Thường thường em thấy nó màu nó đậm lắm. Chị đổ này nó vừa tới luôn á chị. Bánh tiêu với bánh bò chị bán. Cái này là nhà làm toàn bộ hết luôn hả chị? Dạ. Chị bán được nhiêu năm rồi? Mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi hả? Dạ. Đây đến chợ Sóc Giang mà thấy chị nào cắt tóc tém bán bánh Tây Yến với bánh cao là gặp chị nữa nha. Đây. Chị thứ mấy vậy? Dạ, chị 7 nha. Đây, nghệ thuật cắt bánh tiếp nữa nè. Mua 2 cái bánh cam mè
Xưa giờ mình thấy bánh cam thôi chứ ít có thấy bánh cam mè lắm. Để ăn thử một cái luôn đi. Ủa sao nó xốp hả chị? Nó không có cứng. À đây đây. Mời khán giả của Miền Tây Sông Nước ăn cùng với Miền Tây Sông Nước nha. Wow. Lạ lắm luôn á. Mềm, dẻo. Đặc biệt có mè rất là thơm. Lần đầu tiên em ăn luôn đó chị. Xưa giờ em ăn cái bánh cam là bánh cam kia mà hơi cứng cứng á, bánh cam gì nè. Dạ. Ngon quá. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Thưa chú. Giờ em sẽ đi vòng ra phía này ha. Đi ra phía ngoài là hết chợ rồi đó. Mấy anh chị bán tiếp mà. Đây, con Lý bán khăn. Thằng kẻ bàn nữa. Dạ. Mới phát tài luôn nha. Đây làm tắm cho nó vui vui sớm sớm đi. Kênh của em là Miền Tây Sông Nước. Miền Tây Sông Nước hả? Dạ. Cỡ ngày 2 ngày nữa. Dạ. Hôm nay bán đắt hàng nha. Đây bàn. Chạy bàn. Cái nhiêu? À, tùy theo cái. Trung bình đi. Hả? À? Trung bình cái nhiêu? 140 ha. Dạ. Đây chắc là khổ lớn ha. Khổ lớn chứ không phải khổ nhỏ đúng không? Nhìn thấy sắp lại thôi. Chính có loại 9 tắc mét rưỡi, 9 tắc mét 4. À dạ. Mét 4, mét 8 cũng có. Dạ. Ní chạy chợ bán luôn hay là bán cố định? Chạy chợ. À dạ. Thường thường ní bán chợ nào nè? Bán nhiều chợ lắm, gạch giá là bán bao hết. Rồi. Ở đâu nữa? Cho miền quê đi. Miền quê hả? Như Đồng Điền nè. Rồi. Wow. Ừ. Thái Lai cà rộng có bán. Trời, ra tới đó luôn hả? Rồi, chị có đến những cái chợ mà Ní vừa giới thiệu, ông anh giới thiệu ghé ủng hộ ông anh mình nha. Rồi, đây. Thì khỏe nha. Rồi, ok Ní. Một chút, nên chị bán tiếp. Này. Mình nhớ xem coi sập hồ của một chị gái bán đâu đây, mình nhớ coi, mình nhớ. Sao chị? Hả? Không quay cả hai luôn. Rồi vậy đi cho nó công bằng. Đây con đến ghé ủng hộ heo quay của chị gái bán nè. Đây. Đi chợ Sóc Giang. À, heo quay chợ Sóc Giang. Heo quay gia đình chị gì bán nè? Cái bảng hiệu đó. Tôi để đâu có để tên? Tên Liễu. Đâu? Tên Liễu không có để. Tên đẹp quá không để. Liễu hả? Liễu. Liễu hả? À, tên đẹp mà. Này là tội của cái ông in bản ông quên đúng không? Dạ không chị, bên đài ở lộn chơi kênh của em là kênh YouTube. Dạ. Đây cô chú, đây có đến thì ghé nha. Heo quay nha cô chú, đây heo quay da giòn nha. Da giòn bao giòn bao ngon. Dạ bao giòn bao ngon luôn. Đây. Dạ. Đây sau khi mình mua xong mình tráng miệng bằng bánh nha. Đây bánh đó. Ở chứ năm nay mà ăn được nha chị, phát tài nha. Hôm nay làm ăn thuận lợi luôn, mạnh lên nha. Dạ. Chúng số đặc biệt luôn. Đó. Dạ. Chị biết không? Hả? À, chưa. Biết sao không? Trời ơi, em đi chợ em khoái cái gì mà nó mạnh dạn lắm. Ra chợ mà cứ hiền quá cũng không được, mà mình cũng đừng có làm quá nó cũng không được. Dạ. Nói chung là ra chợ là xôm xôm lên gì đó. Đông vui, nói chuyện rộn ràng lên tí. Còn chị thì chúc chị sức khỏe, bán đắt hàng. Dạ. Vào tình không, chị đang nói vào tình cảm đó, chị không hiểu. Phải không? Vào tình cảm. Dạ, rồi thôi em di chuyển nha. Cảm ơn hai chị nhiều. Đây, có đến thì ghé ủng hộ hai chị của em nha. Đây. Đây cũng chắc Miền Tây Sông Nước cũng kết thúc clip nha. Hiện tại bây giờ là 8 giờ rưỡi rồi. Đây. Sáng giờ đi tham quan cũng nhiều lắm rồi đó. Đây. Clip thì dạ quay rồi chị. Dạ đi, mình đi ra cổng chính nha, hãy nào mới bước vô nè. Thì
Vậy thì chợ rất là nhiều chị em bán, không đúc lắm luôn á. Này đồ tươi tiếp nữa là cô chú, còn rất là nhiều nữa cô chú. Đây mấy anh chị nè, cứ ăn đi em không có quay nữa đâu, mất cả. Dạ nó mới phát tài luôn nha chị, hôm nay làm ăn thuận lợi nha, mà lỡ ghé sập đồ tập quá mình tí đi, tính kết thúc clip rồi. Đây tập quá của gia đình mình là tập quá gì, tiệm gì? Chị Hạnh. Chị Hạnh hả? Dạ có đến thì ghé ủng hộ tiệm chị Hạnh nha, bán đồ tươi trước luôn hả chị? Phải luôn. Rồi với tập quá đồ dùng gia đình nè, Tết gần tới rồi đó, mình mua đồ sẵn được rồi đó nha. Đây. Đại gia đình mình có ai muốn mua ghé tiệm chị Hạnh nha. Đây rồi chị Hạnh chào khán giả em để biết mặt luôn nha. Đây đó, cười tươi lên, năm nay chúng số đặc biệt luôn nha, Tết này bán là không ngừng tay luôn nha. Dạ. Dạ không, cảm ơn. Rồi thôi em di chuyển nha anh. Dạ. Dạ. Giờ thì cuối clip thì Miền Tây Sông Nước xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các thính giả gần xa nha, đã ủng hộ cho kênh của Miền Tây Sông Nước, đã xem hết clip hôm nay về một ngôi chợ rất là rộng lớn thuộc huyện Gò Quao nha. Đó là chợ Sóc Giang. Anh chị em người dân tộc ở đây cũng rất là vui, nhộn nhịp nè. Và Miền Tây Sông Nước cũng rất là mong khán thính giả gần xa hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh nha, cũng như là like nè, chia sẻ bình luận để giúp cho kênh của Miền Tây Sông Nước ngày càng phát triển hơn nhé. Dạ rồi, Miền Tây Sông Nước xin chào khán thính giả gần xa nha. Xin chào. Hẹn gặp lại khán thính giả gần xa ở một video tiếp theo của em ngày hôm sau nha. Đây, dẹo đi lấy xe, còn cái bánh cam ăn cho xong luôn, rồi mình đi về.